Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. À, thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng tinh dầu thông đỏ là một trong những loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức khỏe, cũng như là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nhất định như là tim mạch, huyết áp hay là ngăn chặn ung thư, tốt cho hệ thần kinh và thậm chí là nó còn có công dụng làm đẹp cũng như là tăng cường khả năng miễn dịch. À, tuy nhiên hiện nay thì có rất là nhiều loại tinh dầu thông đỏ được bày bán trên thị trường à, Vậy đâu là loại tốt nhất thì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm à, Và Kiều Anh xin trả lời rằng à, tinh dầu thông đỏ tốt nhất thì gồm có 3 loại Thứ nhất là tinh dầu thông đỏ ông Sông Quân Thứ hai là tinh dầu thông đỏ Quang Đông Và thứ ba là tinh dầu thông đỏ Red Fire Vậy tại sao Kiều Anh lại nói rằng ba loại tinh dầu thông đỏ này nó tốt hơn cả? là bởi thứ nhất như ở tinh dầu thông đỏ trên sông quân Hàn Quốc thì nó sẽ gồm có 900 g lá và vỏ cho một viên tinh dầu thông đỏ. Còn đối với tinh dầu thông đỏ Quang Đông thì sẽ có 1,5 kg lá và vỏ cho một viên tinh dầu. Ở còn đối với viên tinh dầu thông đỏ cao cấp Red Five thì sẽ có 2,7 kg tinh chất lá và vỏ trong một viên tinh dầu. Ờ, ba loại tinh dầu thông đỏ mà kiều Anh vừa kể trên thì có khả năng làm chậm quá trình lão hóa của các cơ quan trong tế bào cơ thể giúp duy trì tuổi xuân. ở ờ, thứ hai sản phẩm này thì sẽ giúp giảm tác hại từ những tác nhân độc hại từ môi trường như là chất phóng xạ. thứ ba sản phẩm này thì ngăn ngừa sự sinh trưởng của các tế bào ung thư. thứ tư sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì sẽ giúp làm sạch mạch máu, làm tan lượng mỡ thừa cũng như là lượng cholesterol trong máu, giúp mở rộng mao mạch cũng như là đào thải axit uric thứ năm ở sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì hỗ trợ cũng như là ngăn ngừa hiệu quả ung thư như là ung thư gan, ung thư vú, dạ dày hay là phổi thứ sáu ở hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc điều trị bệnh ở tiểu đường, cao huyết áp hay là các bệnh liên quan về tim mạch thứ bảy giảm lượng đường trong máu cho bệnh nhân bị tiểu đường ở thứ tám sản phẩm này còn tốt cho các vấn đề về tiêu hóa và điều trị hoàn toàn chứng hôi miệng thứ chín sản phẩm giúp làm đẹp da giảm cân, tăng sức đề kháng cho cơ thể cũng như là duy trì tuổi xuân. Thứ 10, sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì có khả năng loại trừ độc tố cho người uống nhiều rượu bia, làm giảm các vấn đề về gan. Ở 11, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, đau dây thần kinh, bị tê liệt chân tay do máu không lưu thông. 12, sản phẩm còn hỗ trợ điều trị chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân. Ở như vậy thì chúng ta có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà tinh dầu thông đỏ mang lại cũng như là đã biết rõ loại tinh dầu thông đỏ nào tốt nhất trên thị trường hiện nay. À và với những công dụng tuyệt vời như vậy thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? Tuy nhiên nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 -985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại.